Hello anh em, hôm nay Nam sẽ review chi tiết cho anh em cây vợt Wangzhou 6U V09 này. Đây, 6U shop 10V đây. Review chi tiết cho anh em luôn này. Đây, khi anh em mua vợt này, anh em đều có những cái phụ kiện đi kèm nhé. Đây, quấn cán này, băng cấm hút mồ hôi. Đây, bóc cây vợt mới này. Đây, anh em nhìn này, anh em nhìn tổng thể của cây vợt này. Đấy, trên tay Nam đang là cây vợt Wangzhou 6U V09 full đen. Đấy, nhìn rất đẹp luôn. 6U có 72g, rất là nhẹ. Đấy, thông số thì in hết trên vợt rồi này. Đấy, anh em mua về có thể check thoải mái luôn. Đấy, lực căng hỗ trợ của nó từ 24 cho đến 30 lbs cơ. Đấy, tương đương anh em có thể căng lên đến 13 kg. Nhưng mà cây này thì anh em nên căng ở mức 11 kg trở xuống, đánh sẽ phê nhất luôn. À, tay cầm thì chắc chắn này. À, anh em xem này. À, dẻo chưa? Thân dẻo nhá. À, thông số ở trên vợt này. Đây là vợt công thủ toàn diện. À, thế nên là cho những anh em người mới chơi này, những anh em cổ tay yếu, những anh em chơi tầm trung đều chơi được hết. Thì hiện tại là shop đang căng sẵn cho anh em ở mức 9,5 rồi này. Anh em xem này. Đó. Rất là căng. Đấy, anh em mua về sẵn chơi thôi. Đấy. Anh em ủng hộ shop thì bấm vào giỏ hàng phía dưới. Chào tạm biệt anh em.